Xin chào tất cả mọi người. Đối với mình, âm nhạc vô cùng muôn màu muôn vẻ. Và hôm nay, mình muốn khai thác triệt để những bản ngã khác của bản thân để mọi người có thể hiểu hơn về cái tên Xuân Định KY. Mình sẽ mang đến một sáng tác mới của mình mang tên Clap Clap, mang màu sắc Trap R&B và pha một chút Hip Hop. Mong rằng mọi người sẽ cháy hết mình và hét thật lớn cùng Xuân Định KY và tất cả các tiết mục khác ở Live Show 1 nha. Let's go! Mọi người cũng chơi như thế nào nhỉ? Hôm nay anh ước mình là Peter Pan, mang đôi cánh để đưa tình yêu này bay lên. Bao lần như thế xin gặp lại đừng quên tên. Vậy thì đây của anh là 1, 2, 3 clap clap everybody. Nhìn thấy nhau xin đừng quay đây. Oh yeah. Nhớ phone lên và selfie đừng để cho thời gian để lãng phí. Baby em là My Queen, My Queen. Cứ xuống phố như là mình đến. Giáng sinh mà lại còn thông minh như kích gọp ấy là vào con lưới tên. Yeah. 24/7 anh on stu. Mẹ gọi hỏi thăm sức giấc cũng đáng thu. Mất 2 năm tìm màu nhạc sẽ đúng khu. Đối với anh giờ đây on stage đang dạng phần sau khu. Baby đó anh trong anh. Tình gì sẽ cố đổ lên sâu. Thật là phong cách. Giây phút này đối với anh là trong năm. Là khi mà anh mát vào ngay chỉ mỹ tâm. Anh đang được làm chính ai. Chậm lại thôi kêu nhớ mất phải. Không họ lại đem anh ra so sai. Vậy thì à. Clap 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 clap. Chào cho em con biết thật căng tràng. Thì bên em sẽ lái cho anh em chơi bánh xa. Vậy thì đây cùng nhau là 1, 2, 3 clap clap everybody. Nhìn thấy nhau thì được quay đây. Oh yeah. Nhớ phone lên và selfie đừng để cho thời gian này lãng phí. Baby em là My Queen, My Queen. Xuống phố như là bình tĩnh. Giáng sinh mà lại còn thông minh. Nhưng khi gặp ai là vào phần lưới tề. Yeah. Mọi người không ngại nhưng không có lấy khỏe cùng gây quay bài hát này nào. Let's go, bên kia sao hả? À, bên này sao? Let's go. Woo. Yeah. Yeah. Hold up. Ba mẹ ơi, hôm nay con lại tỏa sáng. Cứ yên tâm về âm nhạc luôn cho con đây khá. Bởi vì con là người biết đúng. Có buồn rạp thì biết đúng. Nghe còn hơi không nghe nhưng ngôn người này là ngôn người chúng. Âm nhạc không phân biệt vùng miền. Người ta nói đã nói và quan trọng là mình chính kiến. Với trái tim lương thiện và không văn vở liên thuyên. Có một lúc người mặc tự hào mình làm người có của thừa thiên. Sao nhỉ? Một lần nữa nha mọi người. Yeah. Clap 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 clap. Bên nhà cùng đi chào cho em con biết thật cảm tràng. Thì bên em sẽ lái cho anh em sẽ bánh xa. Vậy thì đây cùng nhau là 1, 2, 3 clap clap everybody. Ê, nhìn thấy nhau thì đừng quay đây. Oh yeah. Nhớ phone lên và selfie đừng để cho thời gian này đã phí. Baby em là My Queen, My Queen. Xuống phố như là bị đêm. Giáng sinh mà lại còn thông minh. Nhưng khi gặp ấy lại vào phần lưới tề. Yeah, vì đây là KY. Xin được chúc mừng Xuân Định. Một sáng tác riêng của mình có quá nhiều thứ để nói về phần trình diễn vừa rồi đúng không ạ? Vô cùng sôi động và cả một phần rap rất riêng để dành cho những người thương yêu nhất của Xuân Định. Và đó cũng chính là những người đã có mặt ở đây ngày hôm nay, ngay bên cạnh chúng vào là bố và mẹ của Xuân Định. Chú ơi, chú có lời nào cảm xúc ngay bây giờ và có muốn nói gì với con trai của mình không? Trước hết là ba mẹ xin lỗi con vì ba mẹ không đủ điều kiện để lo cho con như những bạn khác được. Nhưng con đã đến vòng này rồi. Đó là niềm tự hào của ba mẹ. Chúc con thành công. Con mẹ xin quý vị khán giả hãy bình chọn cho con Phạm Xuân Định. Con trai của cô chú đúng không ạ? Xuân Định. Cho phép em xin gửi một lời đến ba mẹ em một lần là thôi, đây là một khoảnh khắc trong đời của em và có lẽ là nó sẽ lưu giữ mãi về sau này.
cái lời xin lỗi của ba mẹ thì con nghĩ nó quá nặng nề với con. Vì con nghĩ là con cha, con mẹ là con tất cả. Và con cảm ơn ba mẹ đã sống một cách rất là chân thành. Và cũng dạy con như vậy, cho nên là con được mọi người yêu thương. Để con có được ngày hôm nay là cũng nhờ công của ba mẹ rất nhiều. Và con, nhưng dịp này con xin, Xuân Định xin khoảnh khắc này em xin gửi lại và giữ lại khoảnh khắc này để gửi cho những người con, những đứa con của Định sau này. Và Định nghĩ vậy. Và hãy nhìn ba. Ba cũng là một thằng từ nghèo khó đi lên. Và ba sống một cách chân thành. Và ba cố gắng để cho các con có một cuộc sống hạnh phúc sau này. Thì ba mong rằng các con phải biết yêu thương và trân trọng những gì xung quanh các con, cũng như ba đã từng làm để có được ngày hôm nay. Clap clap cho Xuân Định. Xin được chúc mừng bạn. Những khoảnh khắc rất đáng nhớ và xúc động. Xin mời bạn sẽ nán lại sân khấu và xin mời Pia Linh cũng sẽ trở lại sân khấu để lắng nghe những lời góp ý chất xét của các giám khảo Việt Nam Idol. Xin mời các giám khảo ạ. Về phần trình diễn của Xuân Định đi, mình vào luôn phần trình diễn đấy, bởi vì tôi nghĩ đây là một phần trình diễn là khá là đậm đà đấy. Tôi rất là thích, bởi vì mặc dù bạn cái đoạn mà bạn lên hạ rạp cái tiếng gì đấy mà tôi nghe không rõ. Nhưng mà lại thích. Thích. Thích nha. Rất thích. À. Không, một là thích, hai là thích chứ không có thích. Không phải thật đó. Dạ không, không phải thiệt. Không phải à? Không phải thiệt. Ok. Đây là một cái bản bản nhạc của Định sáng tác, thành ra là nó ngấm lắm. Tất cả những cái gì mà Định mong muốn trình diễn nó toát ra một cái sự tự tin, bởi vì rõ ràng là bài này bạn phải thuộc rất là lâu rồi, nó mới ngấm ở trong người như thế. Và tất cả những cái câu rap và cái quan trọng nhất là cái phần mà lần đầu tiên hình như là có một thí sinh thi trực tiếp ở trên truyền hình được sử dụng một cái effect, một cái đúng rồi, gọi là cái effect là nó gọi là talk box, đúng không, làm cho cái tiếng nó méo méo đi tí mà rất là hợp lý. Bởi vì cái sử dụng cái đấy nhiều khi nó là con dao hai lưỡi, nếu bạn sử dụng nhiều quá ấy, là nghe nó rất là bị nhàm chán. Tuy nhiên ở trong cái trường hợp này bạn sử dụng nó hầu như hết cả bài nhưng nghe nó lại không bị nhàm chán. Đấy là sự khéo léo của bạn. Và tôi rất là thích cái phần trình diễn vừa rồi. Đậm đà nha. Clap clap. Còn em Xuân Định thì hôm nay chị rất là thích. Bởi vì em đã là một người rất rõ với Việt Nam Idol là thế hệ mới mà. Thế hệ mới là em đã vừa có thể sáng tác, làm nhạc, biểu diễn hay, tự tin, mức độ giao lưu vừa phải, không phải bị quá mà cảm thấy được sự tự tin. Nói chung là rất là tốt. Tuy nhiên là sẽ hơi do khán giả hơi khó khi mà nghe được bạn ấy hát cái gì đó. Không, với... mà rap thì... sẽ hơi khó một chút xíu. Nhưng mà em hãy cố gắng lên nha. Phải thiền. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn Mỹ Tâm ạ. Và đạo diễn Quế Công Dũng, xin mời anh. Anh nghĩ từ đầu đến giờ tiết mục anh thích nhất là tiết mục của em. Chúc mừng Xuân Linh. Có một cái từ cái vòng trước hay các vòng dĩ nhiên cái bài hát của em trong cái trình diễn em có thay đổi gì, nó luôn có một cái tôi của mình ở trong đó. Cái điều đó nó rất là nghệ sĩ, và cũng nhắc nhở khán giả rằng là theo kinh nghiệm của Dũng làm giám khảo Việt Nam Idol bao nhiêu năm, những cái bạn thí sinh nào mà được cái vòng đó mà giám khảo khen nhiều á, nhiều khi khán giả là chủ quan, nó chắc chắn vào rồi, không bố. Cho nên rất dễ tai nạn. Cho nên là nhắc nhở khán giả, những người nào mà khán giả thích hay nghĩ rằng cũng thích giống giám khảo thì làm ơn vote giùm. Giám khảo bây giờ không còn nhiều quyền lực đâu. Dạ, phải hết sức cẩn thận, hết sức cẩn thận. Xin được cảm ơn các giám khảo của Việt Nam Idol ạ. Còn với những thắc mắc của các giám khảo cũng như là các khán giả mà không nghe rõ được cái lời rap mà tiếng Huế của Xuân Định thì Đức Bảo sẽ là người post lên Facebook của tôi phần lời đã được Xuân Định gửi để chúng ta có thể biết, nhưng mà chỉ có thể nói ngắn gọn đấy là một lời rap rất là ý nghĩa và rất là tự hào của chàng trai Huế. Mỹ Tâm trong đó là em thích rồi. Không có cần nghe được chữ Mỹ Tâm là chị đã thích rồi, không cần nói nhiều. Pia Linh, cảm ơn em với một tiết mục thật đặc biệt và yêu mến em vì phần trình diễn này. Hãy bình chọn cho Pia Linh và Xuân Định, thưa quý vị khán giả. Fujiwa không đơn giản chỉ là nước.